có dịp ghé thăm ngôi làng xinh đẹp Brauweiler, Puham, Đức, bạn đừng quên tìm kiếm tu viện Brauweiler. Trong khu vườn rộng lớn của tu viện có một cây kỳ lạ, cây núm vú già. Vì sao có loại cây đặc biệt này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Các bạn hãy nhìn xem, trên cây có rất nhiều núm vú già của trẻ em. Điều đó có ý nghĩa rằng khi trẻ em đến tuổi cai sữa, khoảng 2 tuổi, chúng ta nên chấm dứt việc cho trẻ mút núm vú già. Vì việc mút liên tục có thể dẫn đến răng, hàm và lưỡi bị lệch, khiếm khuyết lời nói, tăng nguy cơ sâu răng và càng lạnh. Trẻ em chia tay núm vú già đồng nghĩa với một trải nghiệm tích cực. Buổi chia tay thường kèm theo một bữa tiệc. Ban tổ chức dùng một bệ nâng để đứa trẻ có thể treo núm vú già của mình lên cây. Sau đó bé được nhận một món quà nhỏ hoặc một tờ giấy chứng nhận. Chúng có thể đến thăm cây núm vú già bất kỳ khi nào. Chúng cũng được chứng kiến những đứa trẻ khác thực hiện việc chia tay núm vú già. Nguồn gốc về loại cây này đến từ Đan Mạch. Cây núm vú già lâu đời nhất xuất hiện vào năm 1920. Trên các cây được chỉ định, trẻ em mới biết đi có thể treo núm vú già để loại bỏ nó dễ dàng hơn. Ở Đức, một số công viên có loại cây này. Cho đến nay, càng nhiều phòng khám, trường mẫu giáo, trường thực hành nha khoa trồng loại cây này. Nó chủ yếu được trồng từ giống cây sồi đỏ Mỹ, một loại cây lâu năm, sinh trưởng chậm, phù hợp để làm cây núm vú già cho trẻ em.